Thưa quý vị, chiều ngày 19 tháng 1, Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo thường kỳ quý 4 năm 2023. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì cuộc họp. Tại đây, đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài chính đã thông tin tới các cơ quan thông tấn báo chí nhiều vấn đề nổi bật. Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, năm 2023 vừa qua là một năm đầy khó khăn. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã vượt khó, chủ động, linh hoạt, kịp thời trong điều hành chính sách tài khoá để hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Có được những kết quả hết sức quan trọng kể trên, bên cạnh những cố gắng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo của cán bộ công chức ngành tài chính, Bộ Tài chính luôn nhận được sự đồng hành, tuyên truyền hiệu quả, tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo trong năm vừa qua. Bộ Tài chính cũng rất mong các cơ quan thông tấn báo chí làm tốt hơn nữa chức năng phản biện đối với các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính. Thông qua đó phản ánh, đề xuất, kiến nghị để tìm ra giải pháp tốt nhất cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Đảng, Nhà nước giao. Tại đây, đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài chính cũng đã giải đáp những vấn đề báo chí đặt ra liên quan đến việc nâng hạng thị trường chứng khoán, thanh tra các doanh nghiệp bảo hiểm, việc hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.